Ở đây mình chọn gì nữa anh? Cái cải cái gì vậy? Cà tím hả? Cải nhiều nha. Mình nói nè, đây kiếm cá lồng tông về làm mồi hả? Mấy cây đập đặc lắm. Mới thì văng dính liền à. Tay lưới này dài không? Thấy nó ụt quá trời ụt luôn. Dở lên coi, dính phải dở lên cho co coi. Quá dữ luôn. Cái hơi lên vũ hết chứ. Thì hơi lên vũ. Hơi cố lên vũ. Thank you.
quá trình nhìn nhẹ hơn thôi, nó rớt ra. Đang chưa đầy 10 phút nó dính mình nẹo nẹo luôn. Còn có khoai nữa thì đi vui thôi. Thấy ham, đẩy thêm mẹo nữa. Lấy cái chút xíu à, rồi dính một đống.
chén nhiều hay là giảm rồi. Chưa đầy 10 phút quá rồi. Nhiều lắm á. Mình xem nữa Khanh. Nên là làm thêm mẻ thôi đó. Mình xem đợt nữa. Về về. Trong kia nó nheo luôn kìa Khanh, nheo cho nó luôn. Tại đây như chắc ngon hơn kia. Cầm cái ở đầu bắt cái vị là ngang nó thôi. Đây là cái dãy ta trồng yến. Lạ đó luôn rồi. Chạy chút xíu là lùa đó. Trời ơi, mới thả xuống rồi đó. Nheo luôn. Liên con luôn, cũng về bạch hết luôn.
or release cards. And funds that in my manager. Chưa đầy mấy phút nó cuốn luôn anh. Đúng nhiều lắm rồi đó. Cảnh hai giờ thì đang về nhà Vũ luôn. Là hai đợt đó không à, này cái móc hầu thôi, rửa sơ sơ rồi. Trời ơi, nó nghe vô đầu chứ, nghe vô đầu hết. Ăn rồi, đang ăn rồi. Con cá này răng thứ hai rồi chứ. Cắt chưa? Cắt đi. Cắt một hồi để nhiều nước quá thôi. Trắng sần. Cá này giờ mất tiền nó ngộ cái trăm ngàn ký rồi. Qua nữa thôi. À, nó nói vậy mà chưa thấy. Qua thăm ba nó thăm nó gì? Này chứ lòng tâm bay phải không? Nó lòng tâm thường. Đậu tung thanh à, chứ mà gỡ cá, gỡ cá mà ngồi đó. Mà mập đâu rồi mẹ? Rồi cả ký. Mà mập đâu rồi? Nhiều lắm chứ, ít đâu. Cả ký à. Rồi cái này là văng nhiều. Đồ luôn, lại ba nó vợ tính văn nữa, ba như đủ rồi, đủ rồi. Đủ ăn rồi, nó vợ giống bao nhiêu nữa này. Bà muốn điên mà. Còn con đây nữa mà. Thôi cũng thành quả mấy anh em đi nữa cũng giờ. Nhiều lắm á, nặng lắm nha. Còn chúng ta có tiếng cái sợ nhiều lắm á. Dục dục lên căng thôi à. Cái căng nó căng hồi nổi. Về cái hả? Trời ơi, cái căng đó
tí nữa cắt thật không? Cùng là người nông dân trồng mà cải quá trời thấp cho mấy ngàn ký rồi. Được tháng rồi, được tháng. Tháng mấy, hai tháng mới thu hoạch thôi, nó mới cao rồi. Ừ. Cái trồng cỡ hai mấy ngày, 26 ngày. Nãy giờ lọc xong hai cái này bự quá nè. Cái này mà trả tiền điện nước không cũng hết mẹ tiền điện. Như bên đó cây đi bông điện điện vẫn hay gì ta. Cố gắng không vậy? Nó kiếm đường đi. Cây bình bát kìa, lâu quá mới thấy cây bình bát. Trời ơi, trái được đủ hết rồi. Mày chắc mấy ký một trái quá. Trời ơi, sao mà ổng trồng cây cũng đủ thì mà trái dữ trời. Quá trời bự luôn. Trời có trái bình bát nào chín chín không? Ăn thử. Mà đi liễn nhà tốt quá trời luôn. Thường nhầm cặp gặp bờ đê gì cặp với nước gì nó tốt. Cặp
chưa có trái chín. Cái này lọc lan hả? Lan. Rồi, ở cái trại này ai cắt làm gì vậy? Nó hai quầy đâu, mất tiêu quầy vậy hả? Ủa sao không thấy này ra ông tính nuôi gà vậy? Mới cái nãy chú già đó kìa. Còn mấy cái quầy kìa.